Con bé kia, mày đi thay cái bộ đồ đó đi. Nghĩ làm sao mà hả quay chung với tao bận bộ đồ nổi dữ vậy? À, ủa mà em nè, anh thấy hả, đồ con bé này nó mặc được rồi mà, đâu có yêu cầu gì đặc biệt đâu, thay làm chi cho mất thời gian. Tôi không thích. Quy định của tôi là trong khung hình không ai được bận đồ nổi hơn tôi hết, nghe chưa? À, rồi anh hiểu rồi. À em ơi em, thôi mấy giờ phiền em vô thay đồ giùm anh cái nha. Ừ, ok, cảm ơn em. Tao vừa mới nói xong, hên là mày không vô khung hình á, không thôi là tao giết mày rồi. Bận cái đồ gì mà. Anh nói gì đó. Rồi đưa cho tôi cái gì đây? Rồi cái ly này ai diễn? Cái ly thấy gớm. Rồi. Rồi ai diễn với cái ly đó? Mày đưa cái ly xấu như vậy làm sao mà quay được? Ôi, thằng này làm việc được không vậy? Cảm thấy làm được đuổi nha. Nhưng mà cái ly này là cái ly rất to nãy. Cảnh quay trước mình cũng xài mà chị. À đúng rồi em. À em không mấy em đổi lại giùm anh cái ly nước khác đi. Thôi mà. Lẹ đi, nhưng mà gì nữa. Nói thì nghe đi. Thiết kế như cha như mẹ người ta. Em thông cảm, bé đó nó mới vô cho nên nó chưa kinh nghiệm nhiều. Rồi, mấy chút đâu, ra dặm mặt cho chị trong thời gian đổi ly nhanh lên. Lại dặm giùm cái mặt cho chị giùm anh cái đi, cái mặt của chị bị bóng dầu á nè. Không có thời gian. Nhanh lên. Làm kiểu này không à. Trễ nha. Sắc lắm luôn á. Em dặm cái mặt cho chị nè. Dặm nè. Dặm gì dặm? Mày dặm một hồi á mà ngày hôm nay tao quay sao không xong kịp mà trễ tiến độ hả? Là tao là tao cho cái chuối này vô mặt mày luôn á. Đó mà dặm. Dặm. Chị ơi, chị thông cảm đi, cái ly nước đó làm sao mà đổi được chị? Xuất sắc. Tao nói là đổi đi. Đi về rồi nói rồi lên màu rồi làm sao chỉnh hình gì đó là làm sao thì làm, tao không biết. Dạ. Yên tâm, cái này á, anh về á, anh giải quyết được. Mấy cái này xử lý dễ lắm, hiểu không? Cứ đổi cho anh đi, không sao đâu. Chị diễn viên chính nói cái gì á là mình phải nghe, em hiểu không? Không có trả lời. Cho, để em dặm mặt cho nè. Dặm. Trời ơi. Rồi, xong chưa? Diễn viên nam chính ra chưa vậy? Rồi, máy móc rồi xong chưa? Âm thanh chuẩn bị. Âm thanh, máy móc chuẩn bị, sẵn sàng rồi. 3, 2. Rồi, từ. Make up đi ra chỗ. Make up ơi, xong chưa vậy? Xong rồi. Làm ăn vậy chết anh rồi. Bả làm như bả nhân vật chính. Thằng, ai tuyển nó vô vậy? Ông á. À, thôi lỗi tôi. Đúng rồi. Rồi để kịch bản nó diễn luôn hay vậy? Make up, ra lấy giùm đi em. Trời ơi. Nuôi em ăn mập thai rồi em làm giùm chị cái đi. Lột làm giùm anh cái đi. Bị liễu rồi nè. Em nè, cái cảnh tiếp theo này á là một cái cảnh á là em phải quyết định trả thù. Nhưng mà trước khi á em đưa ra cái quyết định trả thù này á là anh cần em phải diễn một cái nét rất là đau khổ cho anh. Em lấy từ bên trong của mình á, em hiểu không? Em lấy từ bên trong lên, đem làm cho nó đau khổ. Rồi sau đó em bắt đầu mới chấn tĩnh mình lại. Em mới quyết đoán. Anh nói vậy em hiểu không? À, không hiểu thì anh nói lại vậy nè. Cái cảnh này á nói em... nữa bỏ dài. À, rồi, anh không nói nữa. Lỗi anh. Ok, máy xong chưa? Âm thanh xong chưa? 3, 2, 1, diễn! Cắt! Ờ rồi bé Tuấn, mày đứng mày chơi gì cho mập thay vậy? Đoàn phim nuôi mày ăn mập thay mày không biết gì hả? Dặm mặt cho chị đi! Ôi, chị diễn xuất sắc nha! Tao chưa diễn gì hết mà. Thì đó, tao nói diễn như không diễn mà. Trời ơi, xuất sắc luôn á, chị không diễn như nhưng diễn mà phải lỗ lằn. Thì đúng rồi. Ủa em, người ta nói là diễn như không diễn. Em diễn cái gì ngộ vậy? Nãy giờ chưa diễn gì hết mà. Mà anh thấy em diễn cái gì kỳ vậy? Chưa có diễn. Tôi đi qua đi lại cho nước mắt rớt mà chưa rớt. Diễn cảnh đau khổ không có được đây nè. Rồi. À, thì lẹ đi, trời ơi nước mắt ra rồi nè, đi rồi, ra rồi, quay lẹ lên máy xong chưa? Rồi âm thanh quay phim xong chưa? Âm thanh đâu máy nó đang lỗi, cho em 2 phút thôi anh ơi. Rồi em ơi em đợi xíu nha, âm thanh nó đang trục trặc chút xíu. Lẹ em ơi, mày đợi nước mắt chị khô luôn rồi mày bấm máy làm cái giống gì nữa? Có cái thằng âm thanh làm gì cũng không xong nữa. Đoàn phim gì mà từ thiết kế tới âm thanh không ai làm được gì hết á. Xong rồi chị ơi. Âm thanh xong rồi, thôi bây giờ mình diễn nha em. Rồi chuẩn bị. Thôi bây giờ nè. Bây giờ quay toàn đi, đừng có quay cận nữa. Bây giờ cảnh này là không có khóc.
cho nên là khỏi cần đặt tả gì hết nha, quay toàn được rồi, không có nước mắt đâu mà quay cận. À, em ơi em, nhưng mà em phải biết là cái cảnh này là nó quan trọng cái cặp mắt của em lắm. Cái cặp mắt bắt vô một cái là phải thấy giọt nước mắt của em, người ta mới biết đó là đau khổ, em hiểu không? Anh hỏi thằng âm thanh của anh á. Bây giờ anh đổi thằng âm thanh đi, anh đuổi nó đi, kiếm thằng khác rồi tôi khóc cho anh coi. Chết anh rồi, em diễn kiểu vậy. Âm thanh mày làm vậy là chết tao rồi, thiệt á. Rồi bây giờ nha, mình tiếp tục, mình không có quay cận nữa. Nam chính chuẩn bị nha em. Nam chính là mình sẽ đi thẳng vào trong cái khung hình luôn nha. Ok, nghe anh nói diễn là đi vô nha. Rồi chuẩn bị, âm thanh máy móc không chưa? 3, 2, 1, diễn. Anh đang làm cái gì vậy? Tại sao anh dám? Anh xin lỗi. Thái độ của em phải trả giá. Anh bị ngu hay sao mà tôi nói anh không hiểu? Tôi không có thoại, tại sao anh dám mặc cái áo này? Thôi, đạo diễn ơi, đạo diễn. Ủa? Ủa nó diễn, nó diễn cái... Cắt! Trời ơi, ủa bây giờ tụi em diễn rồi hả? Anh nghĩ sao vậy, anh nhìn đi. Tại sao anh dám mặc cái áo này? Cái áo này á, là... Làm chọn sao? Trước rồi, may cho... Đứa nào chọn? Ông chọn. Ừ, tôi chọn hả? Chọn anh nào? Phùng Trang, đổi áo cho diễn viên chính. Em ơi em, không mấy em ra em đổi áo giùm anh cái nha. Nha, ok. Thiệt tình á. Em ơi, cái này là lỗi của anh. Ừ. Rồi, âm thanh ánh sáng xong chưa? Xong rồi. Rồi rồi, diễn viên chính vô vị trí nha em. Rồi bây giờ, chuẩn bị. 3, 2, 1, diễn. Anh xin lỗi. Nhưng thái độ của em như vậy là phải trả giá. Anh nhìn nè, mặc một cái áo mà không có tông sệ tông gì hết sao mà diễn cặp? Kêu nó đi vô thay đồ đi. Rồi anh, trời ơi, cắt cho tôi, cắt. Diễn cái gì mà cắt hoài vậy? Thiệt, ơi, đàn phim này mà cắt hoài làm sao mà kịp tiến độ? Bây giờ tôi không biết, kêu cái thằng này đi vô trong thay đồ đi. Nè cô kia, cô nói ai là thằng này thằng nọ? Tao nói mày đó, thằng vô danh. Trong cái đoàn này không có tên tuổi gì hết mà lên mặt hả? Em phải bình tĩnh không chị? Đi vô thay đồ. Hơi khó chịu. Khỏi nữa, tôi đi vô tôi thay đồ luôn. Em phòng thay đồ bên này. Thằng bé nó quýu quá, nó đi dùm lum luôn rồi. Dạ, lỗi em. Dạ. Một lần nữa là tôi bỏ ra đó nha. Dạ. Chuẩn bị, máy chạy. 3, 2, 1, diễn. Anh xin lỗi. Cái gì thái độ của em ngày hôm nay, em phải trả giá. Thôi cắt đi. Không quay nữa, hết hứng thú rồi, không quay nữa. Nay đi về, quay nhiêu đó thôi. Giờ này không quay gì nữa hết á. Cắt. Tại sao không quay nữa chị? Không thích, mệt rồi, đi về nghỉ. Ngồi được từ trưa tới giờ nắng nôi muốn chết. Gặp cái thằng này nữa, diễn không có hả hứng thú gì hết. Cô nói ai là thằng này thằng nọ? Hồi nãy tao mới chửi mày câu đó xong, giờ mày kêu tao nói lại hay sao? Cô suy nghĩ lại đi. Cô chắc gì đã lớn tuổi hơn tôi. Tao không có lớn tuổi hơn mày, nhưng mà tên tuổi tao lớn hơn mày. Nghĩ khỏi. Ờ đúng rồi em. Cái này là cái rắc con nãy mà em. Tại sao anh dám? Make up làm luôn cho anh, nhanh lên. Âm thanh mày làm vậy là chết tao rồi, thiệt á. Rồi xong. Rồi Nam Chính ơi, quay cái lùn này nhức não rồi. Rồi cắt máy. Okay. Cắt máy. Cắt máy.
Làm tôi bực mình một lần nữa là tôi bỏ dai đó. Anh biết rồi. Lỗi anh rồi nè. Lấy nó cứ hành động ấy là đi. Quanh quanh quanh. Thôi. Wow. Thôi đó được rồi. Quay lại bài chung rồi. Tao diễn đúng rồi mà.